Từ hôm nay thì công dân khi đi làm các thủ tục hành chính không cần mang giấy khai sinh, đăng ký kết hôn bản giấy mà dùng dữ liệu điện tử có mã QR. Đây là nội dung trong thông tư 01 có hiệu lực từ ngày hôm nay do Bộ Tư pháp ban hành, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020 về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Thông tư nêu rõ giá trị pháp lý của bản điện tử giấy tờ hộ tịch có giá trị pháp lý như giấy tờ hộ tịch bản giấy trong các giao dịch, thủ tục hành chính trực tuyến. Bản điện tử còn có giá trị thay thế giấy tờ hộ tịch bản giấy khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch trực tiếp tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Để lấy bản điện tử giấy khai sinh, đăng ký kết hôn có mã QR, công dân truy cập Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ Công cấp tỉnh đăng ký tài khoản. Sau khi đăng nhập tài khoản, công dân cung cấp thông tin theo biểu mẫu, gửi kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ theo quy định, nộp lệ phí bằng hình thức thanh toán trực tuyến. Công dân được cấp một mã số để theo dõi, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ hoặc truy cập để hoàn thiện hồ sơ khi có yêu cầu bổ sung.